Khải lau miệng 3 lần sau khi hôn Dương Mịch, ồn ào đến mức lôi cả Lưu Khải Uy vào cuộc. Sau khi thực hiện cảnh hôn môi ngọt ngào với Dương Mịch trong phim Định Luật Yêu 80/20, Hứa Khải đã gây bất ngờ vì hành động lấy khăn giấy lau miệng 3 lần. Chính xác là lau đến 3 lần trước mặt Dương Mịch, chứ không phải tế nhị lau qua loa cho xong chuyện. Netizen cho rằng hành động của Hứa Khải cho thấy anh chàng không thoải mái khi hôn mỹ nữ tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Một số người bên vực Dương Mịch thì đánh giá lý do dẫn đến hành động này là sau khi hôn xong, miệng của Hứa Khải dính son nên mới lấy khăn giấy chùi đến 3 lần. Trong quá trình quay cảnh hôn, Dương Mịch cũng bật cười rồi ngã đầu vào ngực Hứa Khải vì quá ngượng ngùng. Sở dĩ chuyện Hứa Khải hôn Dương Mịch trở nên ồn ào là bởi trước đây Dương Mịch hiếm khi bị bắt gặp có khoảnh khắc xấu hổ như thế. Lúc đóng tam sinh tam thế thập lý đào hoa cùng Triệu Hữu Đình, Dương Mịch còn khiến netizen phát sốt bởi hôn quá cuồng nhiệt. Rõ ràng khi quay cảnh hôn với Triệu Hữu Đình, Dương Mịch thoải mái và mãnh liệt hơn, còn khi quay cảnh hôn Hứa Khải, cô có phần e dè, xấu hổ. Một số khán giả cho rằng điều này sẽ đến bởi cảnh hôn với Hứa Khải quay ngoài trời có khá đông người dân qua lại. Riêng mà hôn Triệu Hữu Đình thì diễn ra trong phim trường kín đáo, riêng tư hơn hẳn. Dù là diễn viên chuyên nghiệp nhưng bị nhiều người bàn tán, thậm chí la hét khi thấy mình hôn, làm sao Dương Mịch không ngại ngùng. Chưa dừng lại ở đó, chuyện liên quan đến nụ hôn của Dương Mịch còn bị truyền thông Hoa ngữ đào bới sâu đến mức lôi Lưu Khải Uy vào cuộc. Trong quá khứ, Dương Mịch, Lưu Khải Uy từng đóng chung 3 phim là Như Ý, Nắm Giữ Tình Yêu, Thịnh Hà Vãn Tình Thiền. Và bởi vì đóng cặp trên màn ảnh lại còn yêu nhau đắm đuối ngoài đời thực, nên Dương Mịch, Lưu Khải Uy chẳng ngại ngần thể hiện loạt cảnh hôn. Ở Thịnh Hà Vãn Tình Thiền, Dương Mịch, Lưu Khải Uy có nhiều cảnh hôn cháy bỏng nhất. Từ hôn gượng ép cho đến hôn tự nguyện đều làm khán giả phải đỏ mặt theo. Thậm chí, nguồn tin từ hậu trường khẳng định rằng, dù cho đạo diễn có hôn cắt, thì Dương Mịch, Lưu Khải Uy vẫn tiếp tục hôn nhau. Chỉ tiếc một điều, nội dung phim Thịnh Hà Vãn Tình Thiền không được đánh giá cao, dù cho cặp đôi vai chính rất chịu diễn. Bộ phim bị che nhạt nhẽo, xoay quanh những câu chuyện tình thời hiện đại. Trong đó, có mối tình giữa thiên kim tiểu thư Hà Vãn Tình, Dương Mịch đóng, và anh chàng đào hoa Kiều Luật Phàm, Lưu Khải Uy đóng. Hiện tại, Dương Mịch, Lưu Khải Uy đã không còn chung đường, cặp đôi ly dị và tuyệt nhiên không nhắc gì đến đối phương trong lần xuất hiện trước truyền thông. Netizen cũng đánh giá là nên chờ đợi đến khi Định Luật Tình Yêu 80/20 phát sóng, rồi hãy nhận xét về các cảnh quay của Dương Mịch và Hứa Khải. Định Luật Tình Yêu 80/20 xoay quanh nữ luật sư Tần Thi, Dương Mịch bị cha mình ép hôn tại thời điểm sự nghiệp đang phát triển. Biết được kế hoạch của cha, anh trai Tần Thi thay cô định đoạt chuyện cưới xin, nhưng rồi cô phải lấy Dương Hoa, Hứa Khải, thiếu gia của tập đoàn đối thủ cũng đang bị mẹ sắp xếp hôn nhân. Hai người xa lạ trở thành vợ chồng dưới áp lực gia tộc, nhưng dần dần cũng nảy sinh tình cảm và bên nhau trọn đời.